Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để demo cũng như là hướng dẫn các bạn lắp đặt hai cái mẫu núi lửa to và núi lửa nhỏ bên mình nhé. Đây là mẫu núi lửa nhỏ các bạn này. Cái mẫu này thì nó có sẵn một cái quả sụp ở phía dưới này nhé. Cả hai cái mẫu này đều bằng nhựa. Cái mẫu núi lửa to này thì nó không có cái quả sụp sẵn ở phía dưới. Nên mà khi sẽ lắp chúng ta phải kèm thêm một quả sụp. Để gần nhau các bạn có thể thấy kích thước nữa là chênh lệch. Và trước tiên mình sẽ lắp cái mẫu núi lửa nhỏ trước. Để lắp đặt thì mình sẽ cần một cái máy sụp. Ở đây mình dùng cái loại sụp giá rẻ thôi. Đó, mình sẽ cắm cái dây dẫn khí này vào sẵn cái quả sụp đây, cho vào bể, rất đơn giản thôi. Thường ta sẽ để cái núi lửa này nó ở giữa hoặc là sau của bể ấy. Và cái dây dẫn chúng ta sẽ tìm cách chúng ta che giấu một chút thì nhìn nó sẽ gọn, nó đỡ thô ấy. Ở đây video demo là mình làm đơn giản thôi, chỉ để các bạn xem là cắm điện như thế nào. Khi mà cắm điện thì bóng khí sẽ nổi lên như kia, nhìn khá đẹp đúng không? Khá đẹp. Cái núi lửa nhỏ này thì nó hợp với những cái bể cỡ nhỏ thôi, khoảng 30 cm đổ lại thôi các bạn ạ. Như cái bể này, bên này của mình là nhìn toàn nó là bể 45 cm, nên các bạn cho cái núi lửa nhỏ này vào nhìn cảm giác nó hơi bị chơi vơi. Bây giờ mình sẽ rút điện là mình sẽ thay cái núi lửa to vào nhé các bạn nhé. To để thay vào. Cái núi lửa to này thì các bạn lưu ý là nó không có quả sục, thì chúng ta sẽ phải kết nối thêm một quả sục cho vào. Cho quả sục vào trước. Sau đó mình sẽ đặt cái núi lửa to lên trên. Cái bể này mình trồng mấy loại cắt cắm đơn giản đấy các bạn. Cá thì nuôi mấy cái loại bể màu. Cắt cắm này trồng rất là khỏe. Nhất là cái lá nước này, cái lá nước cây cây mà giống như lá mác này, cây rất là khỏe. Ok, sau mình sẽ lắp xong. Cái núi lửa to này thì nó hợp với những cái bể mà cỡ to. Và như cái bể 45 cm này các bạn thấy là nhìn nó khá hợp. Kích thước là vừa tầm. Với những cái bể mà ta nuôi ít cá mà có sẽ lọc các bạn nhé, nhất là lọc treo, các bạn không cần lắp sụp đâu. Lắp sụp là nhiều khi nó cá nó bị chết do tiếng ồn liên tục. Cái này mà mình sẽ lắp thêm một cái đèn này, đèn led phía dưới rất là đẹp, ban đêm nhìn rất là đẹp, bóng khí cộng với lại đèn led đấy, các bạn nhìn khá là ok rồi. Cả hai cái mẫu núi lửa này thì mình đều có bán tại Shopee các bạn nhé. Mình có bán tại Shopee cũng như bán trực tiếp tại cửa hàng. Và link gian hàng thì các bạn có thể tham khảo ở trong mô tả của video. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.